Mấy ngày hôm nay bận việc nhớ anh Ngô Kỵ quá anh Ngô Kỵ ơi Anh Ngô Kỵ kỵ Ngô khoảng anh Ngô Kỵ kỵ Ngô Mấy ngày hôm nay có được ai đi mời đi ăn gì không Bây giờ mình xem anh Ngô Kỵ à, Xem thử anh nói gì nha các bạn Theo dõi 8111 people Cái tuần này cũng tăng gì hết trơn cái trời Y số 7 à <laughs> Trời là trời nhưng mà 8 nghìn người theo dõi nhiều chứ hả đây à, gì, 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 lại, gì, đây, gì, đây Cách đây 33 phút like ngay bây giờ <laughs> lo, 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 lo kênh nào đây Ngô kỹ Lo kênh nào đây Bấm vô xem thử nha 33 phút được được bo cái lơ lơ, lơ cái gì đây Lơ kênh nào đây Phố Bô Sa TV <laughs> à, Gì gì đây trời Ăn chặn tiền quyên góp gì đây trời Cái này tôi không biết nha à, Tôi bỏ qua đi quan tôi quan tâm cái chuyện này Gì đây À, cách đây một tiếng đồng hồ nâu lơ nâu xe gì đây cũng gây quỷ gây đồ gì đây à, tôi thì tôi không có bình luận à, cái nội dung này tại vì nó cũng không hay ho gì đối với tôi cả nó chả liên quan gì cả à, nhưng mà tôi chia sẻ với các bạn á, là ông ngô kỹ là ông đưa cái video này á, của một cái kênh gọi là cái gian nghiện tv đây là một cái thằng cộng sản nó chửi cờ giò nó chửi người quốc do hàng ngày mà ông ngô kỹ ông xưng danh ông là người cờ giòn, ông là người quốc do mà lại đi quảng cáo cái kênh của một cái thằng gian nghiện tivi nó đối lập với ông, điều này rất rất là vô lý vậy mà như vậy ông ngô kỹ là ớ ông ngô kỹ là ớ mà đi quảng cáo một cái kênh mà nó chuyên chửi cờ vàng như vậy mà cái thằng này là cái thằng cộng sản nam dung à. OK, rồi gì đây nữa? Cho nên họ, họ ghét họ, họ không nói gì hết. À, một cái đồng hồ mà nâu no lơ nâu no xe, <laughs> trời ơi trời. À, mang danh chống cộng gì lạ trời, gì gì đây nữa. À, cái này ba cái đồng hồ nha, một cái lớn. <laughs> à, ở đây tôi cũng bình luận cái video này, à, nhưng mà tôi tôi muốn chia sẻ với khán giả rằng ông Ngô Kỵ này ổng tự xưng ổng là người quốc gia người cờ vàng mà ổng đi quảng cáo cho cái kênh của thằng Việt đi tốn. thằng này là thằng thân cộng Đó lạ không? một người chống cộng một người cờ vàng mà đi quảng cáo kênh cho một cái thằng thân cộng cho một cái thằng cộng sản nằm dùng